Dạ Minh xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2020. Thì vừa rồi mình đã lên một cái clip về bộ Milwaukee Mỹ mang mã số là 2893-22CX thì nhận được sự quan tâm rất là nhiều. Mấy anh gọi đến Shoptool để hỏi chi tiết về cái bộ này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video rõ hơn, cụ thể hơn về cái bộ sản phẩm này. Cũng như là hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 6 cho đến cuối tuần này là 4, 5, 6, 7, 8 tới ngày 7 tây tháng 6 thì sẽ có cái chương trình về bộ này, giá chỉ còn có 6 triệu thôi và chưa bao gồm chi phí vận chuyển, nên là mình đã giảm đi 200.000. Mặc dù là số tiền không nhiều nhưng mà đó là một cái khoản về Shoptool cũng khá là lớn. Rồi không mất thêm thời gian, mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về cái bộ này. Rồi lời đầu tiên thì mình sẽ nói với anh chị là nguyên một bộ này chỉ có 6 triệu thôi cho cái khoảng giai đoạn từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần. 6 triệu thôi một bộ, gồm có một cây khoan, 3 chức năng, khoan tường được, khoan gỗ, khoan sắt được và có thể bắt vít được. Một cây bắt vít đi kèm với bộ này là một cục pin 4A mình chuyên dùng cho máy khoan tại vì nó lực tải nó cao, và một cục pin CP thế hệ mới từ 2019 trở về sau này thì mới có cái dòng CP 2A 3A, đi kèm với cái máy bắt vít là cục pin CP 2.0 có nghĩa là dung lượng 2A. Chỉ có 6 triệu một bộ thôi và giá này cực kỳ hợp lý để cho mấy anh mình đam mê đồ Mỹ, mình sẽ trang bị, giá cực kỳ hợp lý, hoặc là mấy anh thầu mình có thể trang bị cho thợ. Đây là cái túi Milwaukee đựng vừa hai máy, hai pin và một sạc, và túi rất là chắc chắn. Một cái sạc, sạc này là sạc hai nguồn, nguồn 12V của Milwaukee cũng sạc được và nguồn 18V của Milwaukee cũng sạc được luôn. Sử dụng điện nguồn vào 120V, 2.1A. Nên là nếu mình dùng hàng zin thì chúng ta phải trang bị một cái biến thế ít nhất là công suất là 1 kVA hay 1000W. Để cái output của cái biến thế nó sẽ là 10A, thì mình sạc được 2.1A, nó hiệu quả. Rồi như là chúng ta đã thấy, đây là cây khoan 3 chức năng, chức năng bắt vít 18 cấp độ trượt, khoan thường và khoan có búa, hai tốc độ khoan nhanh và chậm. Cái bắt vít, đây là cái bắt vít của pin 4A và của pin CP 2.0A. 6 triệu một bộ cho một cái bộ này cực kỳ hợp lý và hiệu quả về kinh tế cũng như đầu tư. Và trước khi vô chi tiết từng máy và pin thì mình xin nói là đây là cái bộ nhập từ thị trường Mỹ, Milwaukee chính hãng thị trường Mỹ, được xách tay về Việt Nam, chứ không phải là hàng của thị trường châu Á. Ok, vừa rồi thì có một khách tới cửa hàng thì cũng có lời qua tiếng lại về cái sản phẩm của Shoptool và nói mình tư vấn không kỹ, thì có thể là anh phải xem lại. Rồi chúng ta sẽ vô chi tiết. Rồi mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cây bắt vít và cục pin CP 2.0. Và trong cái cuối tuần này, nếu mà anh chị nào mình thích cái bộ Milwaukee thì cái cây bắt vít và cục pin CP 2.0 Shoptool sẽ bán mức giá là 2.600.000. 2.600.000 cho một cây bắt vít và cục pin CP 2.0. CP 2.0 thì lực xả và cái thời gian hoạt động của nó sẽ dài hơn, nó tương đương như cục pin 3.0 XC của hàng Milwaukee. Và nếu mà anh chị nào đã từng xài qua cái máy bắt vít Makita XDT13 hàng của Việt Nam thì sự lựa chọn tốt hơn là mình nên lấy một cái cây Milwaukee như thế này, về lực và nó sẽ khỏe hơn Makita XDT13 hàng thị trường Trung Quốc của Việt Nam mình nha. Và giá của nó xem nhau về cái thân máy. Thân máy không là 1.700.000, máy Milwaukee thân máy này 1.700.000. Rồi về thông số kỹ thuật, mã số của bắt vít này là 2850-20, sử dụng pin 18V. Lực kéo của nó là 180.8 N/m. Số vòng quay nhanh nhất của nó là 3.400 vòng một phút. Nhịp của búa là 4.200 nhịp trong một phút.
Tổng chiều dài của nó 129,5mm, tức là dài 130mm. Cân nặng của nó là 2,9kg thân máy, thì cục pin CB 2.0 khoảng 1,3kg. Thân máy không là 1,3kg. Và nếu mà cục pin CB 2.0 thì nó 1,4kg. Đối với cây bất vít mà nó nhẹ như thế này thì mình đi làm ở trên cao hoàn toàn là đã. Cầm nó vừa tay, nhẹ tay, lực nó khỏe. Và cục pin của nó cũng rất là trâu. Đầu tiên là dòng xả cao và nó duy trì được thời gian tốt. Thì 2,6 triệu mình trang bị cho cái mùa mưa bão này để mình là thi công máy tôn hiệu quả. Và sau cái mùa này mình sẽ có thêm một cây khoan, một cái bắc vít và một cái cục pin để mình sử dụng. Đế sạc thì mình tính riêng nha. Nếu mà mình so sánh với một cái cây Makita XT13 với cục pin mình đóng lại và mình xài sạc adapter thì giá nó cũng xem. Đương nhiên là nó sẽ rẻ hơn so với cái bộ này nếu mình trang bị một cái đế sạc. Tại cái này sẽ chưa có đế sạc. Thì hai cái giá nó, thằng Makita mà pin đóng thì nó rẻ hơn nhiều, tại pin đóng thì đương nhiên cái chất lượng pin nó sẽ khác. Còn nếu mà anh chị đầu tư luôn cả cục pin hãng với XT13 thì giá nó xem với lại cái bộ này. Nhưng mà về lực và mọi thứ thì cái cây bắc vít Makita Milwaukee này ngon hơn rất nhiều. Như XT13 thì cây Milwaukee này nó hoàn toàn không có chỉnh tốc, chỉ có XT14 mới có chỉnh tốc độ thôi. Cái này hình bắn tôn, thường XT13 thì mấy anh đi bắn tôn là chủ yếu. Ngoài ra nó còn có thể là điều chỉnh bằng cò. Cái đầu kẹp trên đây là nó sử dụng đuôi lục giác ngắn. Thì bên Shoptool cũng đã trang bị cho mấy anh có làm sẵn những cái mũi bắt vít xịn của Nhật và xài chuẩn đuôi ngắn cho cái máy của Mỹ. Về ngoại hình của nó rất là đẹp. Rồi cái thân máy trên là 1,7 triệu. Toàn bộ nguyên một cái một máy và một pin CB 2.0 là 2,6 triệu. Và nếu anh chị có nhu cầu mua một pin riêng thì liên hệ để mình tách ra mình bán thêm. Này là một máy 2 pin 2 cũng được nữa. Đó, ngoại hình rất là nhỏ gọn. Cầm vừa tay, 1,4 kg luôn pin. Nó đáp ứng tốt công việc mình bắt vít tôn, bắt vít sắt, bắt vít gỗ hoặc là mình khoan bắt vít trực tiếp vô trong tường bằng mũi khoan và con vít Unica. Nó hoàn toàn phù hợp. Giá thương yêu và hấp dẫn luôn cho cái mùa này. Máy rất là đã luôn. Và cái đầu trục của cái con bắt vít Gen 1 này khá là cứng, khá đồng trục luôn. Gọi là cứng hết chứ. Đúng rồi, cứng ngắc à. Hoàn hảo. Rồi mình chị nó sẽ cùng nhau qua cây khoan. Rồi tiếp theo mời chị chúng ta sẽ cùng nhau xem tới cây khoan trong cái bộ Gen 1 2893-22CX. Thì cây khoan này, cái đầu kẹp khoan của nó là đầu auto lock, tức là đầu khóa tự động bằng kim loại, ngay cả cái vành mình siết này nó cũng bằng kim loại. Nó có 3 chức năng, chức năng bắt vít 18 cấp độ lực và đúng lực thì nó trượt nhông. Rồi một chức năng khoan dùng để khoan gạch, khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, tức là khoan không có dùng búa. Và cuối cùng là chức năng khoan có búa, chúng ta dùng để khoan tường hoặc là khoan bê tông mềm bằng những cái mũi chuyên dùng cho khoan bê tông, bê kẹp. Về thông số kỹ thuật thì đầu kẹp khoan 13mm, lực kéo của motor là 81,9 N/m. Nếu mà truyền nhông thì lực nó sẽ tương đối cao hơn. Tốc độ vòng xoay tối đa của nó là 2 tốc độ ở cấp độ 1. Là 550 vòng một phút tối đa. Ở cấp 2 là 1800 vòng một phút tối đa. Lực nhịp của búa là 8800 nhịp một phút cho cái cấp chạy tốc độ chậm và 28800 cho cấp tốc độ chạy nhanh là cấp số 2. Rồi tổng chiều dài của nó là 177,8mm. Cân nặng của thân máy là 2,1kg. Nếu mà cục pin XC 4.0 thì nó khoảng 2,3 kg. Rồi và cái khoan này anh chị nhìn thấy rất là nhỏ gọn. Cái này thì nó sẽ khỏe hơn so với lại cái XPH 12 sao á, mình không nhớ rõ mã Makita.
Đây má Makita mình ít bán. Hoàn hảo, động cơ không chỗ than siêu minh 18V XC4.0. Thì nếu mà mấy anh mà mình cày nhiều quá thì có thể là xài nửa buổi là mình sạc lại. Còn nếu mà mình xài mà tương đối, nói chung là cái bộ này đã bán hai bộ rồi thì mấy anh mà đi gấp nội thất á, xài 3 ngày chưa xong cục pin. Mình dự trù thì có thể là mấy anh mình mua một máy một pin và cộng thêm cái sạc nữa là mình có thể đi lắp trong ngày là ok rồi. Rồi nếu mà một cái thân máy khoan và một cục pin XC4.0 là giá là 3.100.000, 3.100.000 sạc sẽ tính riêng. Mấy anh nào mình tính nhắm tới cái con khoan Makita mà hàng thị trường Việt Nam mình á thì nên thử chơi cái bộ Milwaukee này đi, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Rồi mình sẽ xem qua về cái máy Milwaukee khoan. Đầu kẹp khoan làm rất là đẹp luôn. Phần khóa là auto lock, rất là mượt mà. Đối với những đầu auto lock thì mình xin nhắc lại về cái thao tác sử dụng là khi mà kẹp vô á, có cái mũi kẹp vô thì mình vừa lock nó qua một cái khớp thôi, ngay cái tắc là được rồi. Thì cái mũi lúc đó nó đã cứng mà nó sát với lại cái ba cái chấu này, và ba chấu này nó sẽ không bị rơ, có nghĩa là không bị bung ra. Đừng có cố tình mà mình gắn mũi vô mình siết cứng hơn, bởi trong quá trình mình khoan á thì nó sẽ bị trượt ra tiếp tục. Bởi vì bên trong đây ba cái chấu này của nó làm có một độ ma sát rất là nhám để ăn vô cái mũi khoan hoặc là cái mũi vít, mũi khoan này. Nó có ba cái khía chấu nhỏ lồi lên để tạo tăng độ ma sát của mũi khoan. Thì nếu mà mũi khoan mà đuôi tròn á mà mình kẹp cứng vô thì khi mà gặp cái vật liệu cứng mà mũi khoan nó bị đứng lại mà cái máy nó trượt qua thì nó sẽ làm cái độ ma sát giữa ba cái chấu này vô trong cái thân đuôi của mũi khoan, thì ma sát làm mòn thì cái mũi khoan nó sẽ bị lỏng ra so với cái này. Thì mình chỉ kiệt mở ra và mình lóc lại lần nữa là nó cứng mà mình tiếp tục thao tác. Một số anh thì mình làm quá cứng ngay từ đầu thì trong quá trình khoan nó vẫn xảy ra tình trạng là trượt mũi khoan ra chứ phải không, nhưng mà làm như vậy thời gian lâu thì cái đầu khoan này sẽ bị hư và chúng ta phải tốn tiền chúng ta sửa chữa hoặc là thay thế cái đầu khoan, và đặc biệt là nó mất thời gian. Khi cần đi công trình mà nó bị hư trục trặc thì nó rất là phiền, nên là đó là những cái lưu ý đầu về sử dụng cái đầu khoan auto lock. Rồi đây là có 18 cấp độ trượt dùng cho cái chức năng bắt vít. Thì khi mình chỉnh cái vòng xoay này ha, thì đúng lực của nó sẽ trượt nhông. Trượt nhông, nó trượt nhông thì đầu khoan nó sẽ không chạy nữa mà nó sẽ phát lên tiếng kêu, cũng như là nó sẽ mình phải dừng lại bằng cò. Còn nếu bấm hoài nó sẽ kêu rất là nhức đầu, để chúng ta phải dừng cái cò lại. Đối với những cái dòng cao hơn như đời Gen 3 2853 thì nó sẽ ngắt motor, nó thêm cái mạch thôi. Còn này là sử dụng cơ để trượt. Khi mà mình sử dụng cái mùa chức năng bắt vít này thì nó đúng lực nó trượt ha, và ngay cả cái cấp 1 của nó cũng lực cũng rất là mạnh rồi. Rồi 18 cấp độ trượt. Rồi, một chức năng khoan. Đây cái mũi tên này nó sẽ hướng vô trong cái này là chức năng khoan. Còn chúng ta lóc qua hết cỡ thì nó sẽ qua chức năng là khoan có búa, dùng để khoan tường. Rồi nó sẽ có hai cấp tốc độ tối đa là cấp 2, 28.800 vòng một phút đối với nhịp búa, và tốc độ xoay nhanh nhất của nó là 1.800 vòng một phút, nhịp búa là 28.800. Còn ở cấp 1 này thì tốc độ xoay nhanh nhất của nó là 550 vòng một phút và được nhịp của búa là 8.800 nhịp trong một phút. Máy nghe rất là đã và êm. Đầu khoan của nó đẹp quá, nó đồng trục hoàn hảo. Rồi thêm một cái lưu ý á, là đối với những cái máy khoan có 3 chức năng, trong đó có cái nhông có búa,
Thì cái kết cấu bên trong nó phải có một khoảng hở và nó dập liên tục giữa hai cái nhông xếp với nhau để tạo nên cái gọi là cái lực gõ để văng cái xi măng hoặc cái bụi của đá ra để nó khoan ăn vô vật liệu, mũi khoan ăn vô vật liệu. Thì do đa số những cái máy khoan 3 chức năng nó đều có một cái độ rơ quơ nhất định về cái đầu khoan. Cho nên mình không thể nào mà dùng cái này để mà khoan sắt mà độ chính xác cao được. Nếu đã khoan sắt độ chính xác cao, anh chị phải dùng tới cái máy khoan bàn. Mà máy khoan bàn nhiều khi nó cũng còn có độ rơ. Và về là mình giới thiệu xong với anh chị về một cái bộ 2893 cả Thamasit. Thì trong đó là cái bộ máy mắc vít cục pin CB 2.0 là giá 2,6 triệu. Cây khoan 3 chức năng, 18 cấp độ trượt, chức năng khoan thường và chức năng khoan có búa, cục pin 4 chấm, giá là 3,1 triệu. Còn nếu mà anh chị đã có pin rồi mình muốn mua thêm cái máy khoan thì giá của nó là 1,9 triệu. Wow, mức giá hấp dẫn. Nguyên một bộ Milwaukee hàng thị trường Mỹ xách tay về với mức giá 6 triệu, gồm khoan bắt dít pin 4, pin 2, sạc và túi, giá 6 triệu, hoàn toàn hấp dẫn và rất là dễ để mình đầu tư, mình mua, mình sử dụng và mình đi công trình sinh ra lợi nhuận. Giá này áp dụng từ hôm nay cho đến cuối tuần và số lượng có hạn. Nếu mà hết hàng thì chị thông cảm nha, chúng ta sẽ nhập về cái đợt sau. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Rồi, xin chào tất cả quý anh chị và hẹn gặp lại.